Chiều 7 tháng 12, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công bố trao quyết định nghỉ hưu đối với các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quyết định nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đối với 6 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong quân đội, gồm Đại tướng Đỗ Bá Tị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Tổng tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.